Chào mừng các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn. Vâng, chào quý vị các bạn. Chia sẻ quý vị các bạn một số những cái cây tại nhà vườn quyền lợi. Trước mắt quý vị các bạn đây là một cái cây phôi rất già và có nhiều nét cổ kỳ mỹ, rất giá trị. Vâng, đây là một cái phôi nữa. Và đây một cái phôi sung, nó rất đẹp. Cây phôi rất già.
Vâng, đây một cây phôi rất già, có cái dáng mai bò rất đẹp. Đây cũng là một phôi trông rất kỳ quái. Một cây trực huyền thác đổ. Nè, tể tướng lưng cù.
Mini già cốc. Cổng làng, tác phẩm Ôn cổng làng với Tê Hoành. Hai thân ôm cổng làng. Nếu con này là nam điền xị mình không bán dưới 50 triệu, 25 phân tròn.